Minh Thúy xin kính chào quý vị. Những hầm ngầm trú ẩn kiên cố bí mật hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ có rất nhiều hầm ngầm được phân loại, đặc biệt liên quan tới tính bí mật của chính phủ, tức là COG. Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công khủng bố, tấn công hạt nhân hoặc là xảy ra thảm khốc khác, các nhà lãnh đạo chính phủ Hoa Kỳ tập trung tại các cơ sở bí mật hàng đầu. Tất cả đều đủ mạnh để chống lại các vụ nổ nghiêm trọng và cung cấp nhu cầu sinh tồn trong thời gian dài. Có rất nhiều nơi trú ẩn kiên cố bí mật được giữ kín của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, vì chương trình có hạn, Minh Thúy chỉ gửi đến quý vị một số những hầm ngầm và cũng là nơi phòng vệ quy mô nhất. Thứ nhất là trung tâm hoạt động khẩn cấp của Tổng thống, tức là President Emergency Operations Center, nằm ngay ở phía dưới cánh đông của tòa nhà Bạch Ốc nơi của Tổng thống ở. Cũng là trung tâm liên lạc, trung tâm hành pháp và là nơi trú ẩn an toàn cho tổng thống hoa kỳ cũng như các viên chức chính phủ cao cấp khác chủ yếu là thành viên nội các được miêu tả là hầm chống hạt nhân trang bị đầy đủ các thiết bị truyền thông một số truyền hình điện thoại và hệ thống liên lạc để phối hợp với các cơ quan chính phủ khác phục vụ cho tổng thống trong trường hợp khẩn cấp vào đường hầm peoc chỉ có một lối đó là một cái thang máy được canh gác chặt chẽ nằm ngay sau một loạt cánh cửa được gắn với hệ thống nhận diện kiểm soát ra vào. Hệ thống đường hầm ngầm bí mật của tòa Bạch Ốc được bắt đầu vào năm 1950 dưới thời tổng thống thứ 33 của Mỹ tức là Harry Truman. Khi tòa Bạch Ốc đang dần xấu đi và chính quyền quyết định cần phải tu sửa quy mô lớn. Và tổng thống Truman đã chuyển đến Blair House gần đó trong 3 năm trong khi bên trong nội thất của tòa Bạch Ốc được xây cất lại hoàn toàn bằng bê tông và xà sắt. Trong thời gian đó, một đường hầm đã được xây cất kết nối cánh Tây và cánh Đông dùng làm hầm ngầm tránh bom. Năm 1987, một đường hầm bí mật khác đã được xây cất trong thời tổng thống Reagan để bảo vệ tổng thống trong trường hợp xảy ra vụ tấn công khủng bố. Đường hầm mới này từ một cầu thang bí mật ở bên ngoài phòng bầu dục, cửa vào bằng cách nhấn vào bản tường sẽ để lộ cánh cửa bí mật. Lối đi ở dưới cầu thang dẫn đến một tủ quần áo gần thang máy riêng của Tổng thống trong tầng hầm ngầm của khu nhà. Ngoài ra còn có một đường hầm ngầm được biết đến dẫn từ tầng ngầm của cánh đông đến tầng ngầm hầm của tòa nhà kho bạc được xây cất như là một nơi trú ẩn không kích. Một lối đi ngầm có thể đi bộ giữa tòa bạch ốc và tòa nhà văn phòng điều hành cũ ở bên cạnh. Và cho đến thời điểm này, những tin về những đường hầm nối từ tòa bạch ốc đến tòa nhà quốc hội, Blair House nhà của Phó Tổng thống, trại David và ngũ giác đài đều không được kiểm chứng. Ngày 11 tháng 9, 2001, Tổng thống Bush đã gặp Hội đồng An ninh Quốc gia tại PEOC. Các tấm ảnh về địa điểm bí mật này lần đầu tiên được công bố sau phiên họp đặc biệt này. Tuy rằng những chi tiết đặc biệt của hầm ngầm này vẫn được giữ bí mật, song nó cho biết là có khả năng chống lại một cuộc tấn công hạt nhân. Tòa Bạch Ốc có một loạt đường hầm dù con số chính xác vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, hành lang ngầm nổi tiếng nhất chính là hành lang dẫn tới PEOC và phòng chỉ huy cao cấp nằm gần đó, nơi cựu phó tổng thống Dick Cheney và các viên chức cao cấp khác từng trú ẩn vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Theo tác giả cuốn sách The Drum Way House Channing the Rules of the Game của Ronald Kessler, một cựu phóng viên của Washington Post cho biết, Căn hầm gồm ít nhất là 5 tầng và được hoàn thành vào gần cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Hầm này có thể chứa toàn bộ nhân viên cánh Tây Tòa Bạch Ốc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân. Phát ngôn viên cơ quan mật vụ Mỹ từ chối bình luận về sự tồn tại của căn hầm ngầm này. Hiện nay có rất ít người được vào hầm ngầm, biến địa vị xã hội trở thành vấn đề sống còn của họ. Bạn phải duy trì hệ thống điều hành đất nước, nếu không thì tất cả sẽ trở nên hỗn loạn. Randy Sowell, chuyên gia nghiên cứu tại Thư viện Tổng thống Truman, khẳng định. Cơ quan phòng thủ dân sự liên bang từng tìm cách thành lập mạng lưới hầm trú ẩn khắp nước Mỹ, trong đó bao gồm nhiều nơi trú ẩn cho giới lãnh đạo và các nhân viên chính phủ. Trong thập niên năm 1950, chính phủ Mỹ cũng đã phát triển kế hoạch dự phòng cho Tổng thống Mỹ, đề phòng xảy ra chiến tranh hủy diệt với Liên Xô. Các viên chức muốn lựa chọn một địa điểm bí mật đủ sức xây cất một tổ hợp công trình phục vụ chính phủ Mỹ. Thứ hai, nét mình tại núi Raven Rock gần Lurich Summit, Pennsylvania, được xây cất gần Camp David là một cơ sở quân sự làm nơi dự phòng của ngũ giác đài, được mệnh danh là ngũ giác đài dưới lòng đất và cũng là nơi trú ẩn của tổng thống trong trường hợp khẩn cấp. Raven Rock đã giữ bí mật kể từ khi việc xây cất bắt đầu từ năm 1948 hoạt động vào năm 1953 và được thiết kế thành trung tâm của một trung tâm khẩn cấp quân sự lớn, có thể chứa 1.400 người, gồm hai bộ cửa chống nổ 34 tấn phía sau của đường hầm dài 1.000 feet, làm giảm tác động của vụ nổ bom. Khu vực đã trải qua nhiều lần cải thiện, các tòa nhà mới đã được thêm vào và cũng như kỹ nghệ cập nhật và hệ thống lọc không khí. Ngọn núi này là một trong những trung tâm viễn thông rộng lớn cho không quân, bộ binh và hải quân Hoa Kỳ trong trường hợp bị tấn công hạt nhân. Khu vực này ban đầu được hình thành để trở thành nơi trú ẩn khẩn cấp trong thời gian chiến tranh lạnh và tiếp tục hoạt động như một điểm di dời cho các cơ quan chỉ huy quân sự quốc gia. Vào thời điểm bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, nhiều viên chức chính phủ đã đề nghị đóng cửa Raven Rock Năm 1991 thì Tổng thống George H.W. Bush đã ngừng hoạt động 24 giờ. Vào kỷ niệm lần thứ hai ngày 11 tháng 9 thì chính phủ đã bỏ ra ngân sách 652 triệu Mỹ Kim để cải thiện. Thành phố ngầm đã bổ sung 27 thùng nhiên liệu mới vào năm 2012. Mỗi thùng có thể chứa 20.000 gallons. Raven Rock được cho là có 900.000 feet vuông không gian văn phòng. Ngày nay nó có thể chứa 3.000 đến 5.000 nhân viên của chính phủ. Thứ ba, một năm sau khi Rayman Rock hoạt động thì công việc bắt đầu ở Mouth Weather, từng là đài quan sát của cơ quan thời tiết. Và trong một thời gian ngắn, mouth Weather là ngôi nhà mùa hè của tòa bạch ấp Calvin College. Các đường hầm được đào qua hàng ngàn tấn đá xanh dẫn đến một thành phố ngầm có thể chứa hàng ngàn nhân viên. Theo nhiệm kỳ của John F. Kennedy, hầm được mở rộng cho các nghiên cứu kế hoạch nước thải, hồ chứa nước uống và thậm chí các cơ sở cứu hỏa và cảnh sát riêng. Tất cả đều nằm ở dưới lòng đất. Hầm ngầm được đặt cách phía tây Washington DC chỉ 48 miles, trong lòng núi Weather cao 1.750 feet. Khu hầm ngầm núi Weather được điều hành bởi cơ quan ứng phó khẩn cấp liên bang Mỹ, tức là FEMA, được hoạt động lại sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 2001. Nơi đây tổng thống Trump có thể tới trú ẩn khi xảy ra một cuộc tấn công phủ đầu. Đó là địa điểm tương đối xa xôi và bí mật, nhưng có nhiều bãi đáp trực thăng, người dân quanh hầm trú ẩn tại núi Weather cho biết. Mount Weather có một cơ sở trên mặt đất rộng lớn mà FEMA sử dụng cho các khóa đào tạo và hội thảo nhân viên thông thường. Mount Weather đã được cập nhật sau ngày 9 tháng 11, bởi vì giờ đây tập trung lớn hơn vào kế hoạch của chính phủ về phá hủy nghĩa là bảo đảm rằng các cơ sở dự phòng luôn có nhân viên và sẵn sàng kiểm soát nếu điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Vì các quốc gia bất hảo hoặc các nhóm khủng bố ngày nay đưa ra nhiều mối đe họa rằng một cuộc tấn công bất ngờ vào Washington có thể phá hủy thủ đô mà không cần cảnh báo. Thứ tư, vào mùa thu năm 1961, chính phủ Mỹ tiếp tục xây thêm hầm ngầm ở đảo Peanut thuộc tiểu bang Florida nhằm phục vụ cho Tổng thống John F. Kennedy nằm gần khu nghỉ mát mar a -Lago và chỉ cách biệt thự của Tổng thống Kennedy khoảng 10 phút di chuyển. Địa điểm này mang tên Detachment Hotel với chi phí xây cất khoảng 97.000 Mỹ Kim, tương đương gần 800.000 Mỹ Kim hiện nay. Tổng thống Kennedy từng tới đây một vài lần để thực tập cách di tản. Hầm trú ẩn của Tổng thống Mỹ dù nằm ở núi Weather hay núi Raven Rock hoặc là đảo Peanut hay biệt thự mar a -Lago, đều được xây cất trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tất cả đều nhằm chuẩn bị cho tình hình xấu nhất khi Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ cần một nơi trú ẩn an toàn nếu chiến tranh hạt nhân toàn cầu xảy ra. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.